em không bán kẹo cá nhân ở đâu. Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming, và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và video này thì Khải sẽ soi ban chủ Thiên Sơn, đó là TS Thiên Kiếp cho anh em xem. Chung là một trong những giỏ đan đang hiện có cho mình, kỹ năng vốn có cộng 2 cấp. Là từ là một là cái vòng ban chủ, hai là cái vòng nhất kỹ sẽ được kỹ năng vốn có 2 cấp. Và trở vào đây thì trước ngày về trước thì anh em cũng thấy thì này cũng đánh top tông kim cũng cực kỳ tốt. Hôm trước thì hơn Khải, hôm trước có một trận top 1, cũng có trận top 2 và cũng có trận top 3. Và hôm trước mà trận top 3 thì lúc đó Khải top 4. Khải cố gắng lên mà lên không nổi nữa. Rồi sẽ đồ của anh Giò Đan này, Tế Thiên Kiếp cũng là ban chủ của Thiên Sơn. Đó, một cái nón 2 là 2 3, sinh lực cao. Một vũ khí cái gì đây, kháng độc. Chơi đồ chắc nhờ. Võ Đan bận đồ cái gì đây, một truyền thổ kháng cả 12, kháng bán 15. Lấy cái này, lấy kháng độc với lại sinh lực cao. Cái áo hợp kim, áo hợp kim đỡ có thể kính cái nón. Đó, là lấy cho mình kháng độc. Và món thứ bên này là một bao tay mọc, kháng lôi 8 và chuyển hóa sát thương 13, sinh lực 112 119, ngập bội kháng lôi 10, sinh lực 1 lực. Và một nhẫn kháng hỏa dòng 125 và một giày tốc 39 và sinh lực cao, một nhẫn 540 và một đại lưng 540. Đó, một set đồ cũng đi theo vũ khí kim anh em. Đó. Trong set đồ thì giá truyền ngon này, giá truyền này mà Khải mang là đẹp nha. 12 15 87 sinh lực. Giò đan cũng ngon ấy. Kháng hỏa hiện tại kháng hỏa khá là cao, 25 23 chứ, 23 25. Là cái này 13, không là kháng cao nữa. Kháng hỏa này phải đạt hơn 7x rồi, hơn 7x này. Đây là kháng lôi, thì kháng lôi chỉ rất là thấp nhưng mà được một cái dòng truyền hóa 13 từ bao tay thôi. Hai món 540 thì cái này không cần nói đến rồi. Đại lưng, đại lưng hơi cùi một chút, đại lưng hơi cùi một chút. Nếu mà sắm hơn đại lưng nào mà sinh lực cao hơn chút thì ok, nằm đại lưng này giỏ đang mà mang đại lưng này thì gọi là cùi. Nói thẳng là cái đại lưng này không được đẹp cho lắm. Đại lưng này Khải nghĩ chắc mua khoảng 1 kim đến 2 kim thôi. Mới hôm trước Khải bán đại lưng làm 140 năm, sinh lực nội lực dòng 1 các kiểu, Khải bán 2 kim rưỡi 3 kim mà. Anh này sao không có đầu tư cho cái đại lưng nhờ, đại lưng hơi xấu. Nhẫn này sinh lực là ngon rồi. Dây là cũng đẹp rồi, dây kháng hỏa hơi thấp. Tóc là ok, tóc đặt móc cho giờ đang 38 đặt móc rồi. Đó, trong set đồ cũng khá là ok, lượng máu bên này được thêm 200 lượng máu bên này nữa. Chung là giờ đang này cũng dạng như biết cách đánh, kẹp góc tốt thì lên top là bình thường thôi em. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta cùng ra ngồi nha, cùng 3 phút là bắt đầu trận đấu rồi. Anh em đang xem video vừa rồi của ban chủ Thiên Kiếp thì Khải vẫn để ý về cái giá truyền hơn. Còn mấy món kia thì cũng dạng là cũng hàng mát nhưng mà cũng dạng là tầm chung chung, không phải gọi là VIP nhất. Cái gì anh em xem đỡ lại một like thì sẽ ủng hộ ban chủ Thiên Sơn nha nè. Đó, hiện tại anh ta đang có kỹ năng cũng có cộng 2 cấp nên là lực tay anh ta cực kỳ tốt, đánh auto tốt quá chắc luôn. Đừng quên cho ban chủ Thiên Sơn một like, một chia sẻ nha anh em. Đồ này được cả.